Do kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay trùng với thời điểm diễn ra Festival Biển 2018, nên từ chiều tối ngày 1 tháng 9, lượng du khách từ các nơi đổ về thành phố Vũng Tàu tăng mạnh. Đây cũng là cơ hội để du lịch Bà Rịa Vũng Tàu được quảng bá đến du khách và các địa phương tham gia lễ hội. Theo ghi nhận của phóng viên báo Bà Rịa Vũng Tàu, tại thành phố Vũng Tàu, dòng xe và người đổ về đường Thùy Vân, bãi sau đông hơn. Khu vực đường Thùy Vân rẽ vào các tuyến đường tập trung nhiều khách sạn, nhà nghỉ như Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu. Nhiều du khách ghé vào hỏi thuê phòng. Các khách sạn, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách. Tôi thấy môi trường càng ngày càng tốt lên, biển thì càng ngày càng xanh sạch đẹp. Thì đó là một cái tôi rất là phấn khởi, rất là vui. Nhân dịp Festival Biển Vũng Tàu thì câu lạc bộ âm thanh sơ chúng tôi đem xuống khoảng tầm 20 chiếc xe để phục vụ cho Festival Biển. Dịp này một số khách sạn, resort, khu du lịch lớn còn tổ chức các chương trình khuyến mãi ẩm thực tự chọn, đặc biệt là các món hải sản nướng để thu hút nhiều du khách đến với thành phố biển Vũng Tàu. Thì thường đó, hàng năm là gia đình ra đây nghỉ lễ. Thì năm nay đó là gì cũng là như mọi năm là ăn buffet ở đây á, thì cả cái món hải sản ở Vũng Tàu rất là ngon. Đặc biệt là gì còn nghêu hả, rồi món xo, tôm nướng. Mà năm nay là gì New Way nó phục vụ cái buffet là rất là khoa học. Đó, càng món tự chọn nhưng mà bán theo phần. Bởi vậy là gì chỗ ăn nó rất là trật tự hơn mọi năm. Trước đó, sáng cùng ngày, bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp với đại diện các phòng, ban và các phường ven biển trên địa bàn. Tại cuộc họp, bà Hường yêu cầu các lực lượng tổ chức chốt trực, tuần tra, kiểm soát kịp thời xử lý các phản ánh của khách du lịch, bảo đảm cho du khách một kỳ nghỉ vui tươi, an toàn. Vài năm trở lại ở đây thì thấy thành phố Vũng Tàu ngày càng phát triển du lịch, thì về dịch vụ du lịch thì có cải tiến hơn nhiều. Môi trường thành phố cũng bắt đầu sạch đẹp. Về an ninh trật tự, Trung tá Chu Văn Khánh, Tổ trưởng Tổ công tác bãi sau Công an thành phố Vũng Tàu cho biết, tranh thủ lúc khách đông, một số đối tượng trà trộn để hoạt động giật giọc, móc túi. Tổ công tác bãi sau Công an thành phố Vũng Tàu đã dùng biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn, bắt hai đối tượng móc túi giật tài sản của du khách và bàn giao cho Công an thành phố Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý. Lễ hội Festival Biển Bà Rịa Vũng Tàu 2018 còn tổ chức hội chợ triển lãm, với sự tham gia của gần 400 gian hàng đến từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là hoạt động thu hút mạnh du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm và liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm.